Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Lực lượng chức năng thời gian qua đã ra quân kiểm tra xử lý nồng độ cồn một cách quyết liệt và từ đó đã đưa lại những kết quả tích cực nhất định. Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng cảnh sát đã ra quân trên toàn cả nước để thực hiện kiểm tra xử lý những ma men nhậu tới bến trong dịp này. Trước đó, trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải đáp về các vấn đề xoay quanh công tác kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng công an đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1.095 trường hợp, 94%, so với liền kề tăng 595 trường hợp. Lý giải về việc các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, đây là thời điểm Công an thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm kiểm tra. Công an đã tăng cường lực lượng, trang thiết bị phương tiện cho các quận, huyện để xử lý được các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Mặt khác, thời gian kiểm tra cũng không tập trung, cố định mốc thời gian nào mà kiểm tra liên tục khi có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Do đó, các trường hợp tăng cao trong một tháng cao điểm. Tuy nhiên, có điều đáng mừng là qua theo dõi, thời gian đầu các trường hợp vi phạm tăng cao, nhưng những ngày gần đây thì có dấu hiệu giảm xuống, cho thấy ý thức chấp hành của người dân đã tốt hơn. Bên cạnh đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông tin về việc người dân, dư luận còn nhiều thắc mắc trong việc lực lượng cảnh sát giao thông có thay ống thổi mới sau mỗi lần đo nồng độ cồn hay không. Theo đó, Thượng tá Hà cho biết, khi đo nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện hai bước. Đầu tiên là kiểm tra định tính và tiếp theo là kiểm tra định lượng. Đối với kiểm tra định tính, người dân chỉ thở vào phễu máy đo vài giây chứ không cần ngậm ống thổi. Nếu không phát hiện cồn trong hơi thở, người dân sẽ tiếp tục lưu thông. Nếu phát hiện có cồn trong hơi thở, người vi phạm sẽ được mời vào một khu vực để kiểm tra định lượng. Lúc này, người vi phạm sẽ được kiểm tra bằng máy dùng ống thổi. Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, nếu người dân phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông không thay ống thổi mới thì có thể yêu cầu thay ống thổi khác. Trước đó, Thiếu tướng Trần Đình Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đã thông tin với cử tri về những băn khoăn xung quanh quy định xử lý nồng độ cồn. Theo Thiếu tướng Trung, để hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, Bộ Công an đã tham mưu để đưa vào dự thảo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ tại khoản 1 điều 8 quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm. Thiếu tướng Trung nhấn mạnh, vấn đề rất nóng đưa ra là cấm tuyệt đối. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Công an là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Vì vậy, Bộ đề xuất hướng cấm tuyệt đối về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện giao thông. Thiếu tướng Trung cho hay, quy định trên cũng phù hợp với các quy định của quốc tế cùng với luật phòng chống tác hại của rượu bia, đồng thời đảm bảo sức khỏe cũng như hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông. Tuy nhiên, với ý kiến của cử tri cũng như đại biểu quốc hội, Thiếu tướng Trung cho biết, Bộ Công an ghi nhận và có sự trao đổi với các cơ quan tham khảo cũng như tham gia trong quá trình thảo luận. Thiếu tướng Trung nhấn mạnh, với ý kiến quan điểm sẽ đóng góp để cho Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi khi dự thảo luật được triển khai. Theo Thiếu tướng Trung, trong các phiên thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường Quốc hội, có ý kiến đề nghị cấm tuyệt đối, tức là không có nồng độ cồn, nhưng có ý kiến đề nghị tại sao và căn cứ vào đâu để đưa ra quy định cấm tuyệt đối hoặc đưa ra tỷ lệ nhất định. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo các địa phương cũng đặt vấn đề lực lượng công an tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn là ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, dư luận cũng thắc mắc về trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, sau đó bỏ xe không ký vào biên bản. Theo quy định của pháp luật, trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào? Giải đáp về vấn đề này, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn cho biết, hành vi cá nhân tổ chức điều khiển phương tiện mà vi phạm nồng độ cồn, bỏ xe không ký vào biên bản vi phạm được coi là hành vi cản trở không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Về chế tài hành chính, căn cứ theo khoản 9 điều 11 Nghị định 100/2019 NĐ-CP quy định, người nào có hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 20 Thông tư 32 năm 2023, trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký điểm chỉ vào biên bản hoặc có mặt nhưng từ chối ký điểm chỉ vào biên bản hoặc trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì tổ trưởng tổ cảnh sát giao thông mời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất một người chứng kiến ký vào biên bản xác nhận việc người vi phạm không ký điểm chỉ vào biên bản.
Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc có người chứng kiến thì cán bộ cảnh sát giao thông phải ghi rõ lý do vào biên bản, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ghi nhận vụ việc và phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị bằng văn bản để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử phạt. Như vậy, trong trường hợp biên bản vi phạm hành chính đáp ứng đầy đủ điều kiện trên, thì việc cá nhân, tổ chức bỏ phương tiện lại, trốn tránh ký vào biên bản xử phạt, thì việc xử phạt vẫn có hiệu lực và họ vẫn phải nộp phạt. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1, điều 5, thông tư số 18 năm 2023, khi có quyết định xử phạt mà người vi phạm cố tình không chấp hành, nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Về chế tài hình sự, đối với trường hợp người vi phạm nồng độ cồn không những không chấp hành ký vào biên bản mà còn có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm cản trở cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, được quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công điện số 1300 ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các báo, đài, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Công điện nêu rõ, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện 4 nhiệm vụ sau. Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Xử lý nghiêm xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định. Kiên trì tuyên truyền nhân dân thực hiện, đã uống rượu bia, không lái xe. Tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Trong đó, ở nhiệm vụ là tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn dừng khẩn cấp. Ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.